Trời nắng quá phải xịt vô nắp của mấy cây cho nó mát. Cái gì vậy? Sao tự nhiên cái quần ở đây vậy ta? Của tao. Cái này của em về xây trước mà. Cái này của tao, vô cho tao đi. Của em. Mày vô cho tao đi. Sáng sớm là cái lô mày bó tay luôn. Em xin lại cái áo. Cái áo này luôn. Đi. Em xin cái áo này. Của em. Bà mẹ tụi mày đứng lại cho tao. Của em. Ủa, cái này của em mà. Cứ dành hoài vậy. Của tao. Dành. Chết đi chưa. Màu xanh của em. Em yêu màu xanh. Tao cũng yêu màu xanh. Màu xanh của tao. Mà cái này. Em cũng yêu màu xanh vậy. Thích màu xanh luôn á. Tao cũng yêu màu xanh rồi. Tao yêu lên hơn lắm luôn á. Em yêu màu xanh hơn. Sao bằng tao. Tao yêu màu xanh hơn. Màu xanh hơn. Mà chơi này, tao chơi cái này. Tao yêu màu xanh hơn. Màu xanh nè. Yêu không? Hai thằng mày có biết gì hết. Tao mới là người thật sự yêu thích màu xanh. Ông nói cái gì? Ông yêu màu xanh hả? Ông chứng minh tôi coi coi. Được. Bà, có yêu màu xanh. À, bỏ mày khùng hả? Chú, có một sự thật con muốn nói cho chú biết. Con là người yêu màu xanh. Nani? Chú, hôm nay con tâm sự cho chú biết một bí mật. Đó chính là con là người yêu màu xanh. Đâu đó mà em bị yêu màu xanh rồi. Hôm nay con ra gặp cô không phải là để ăn một tô hủ tiếu, mà con muốn nói cho cô biết con là một người yêu thích màu xanh. Tôi yêu màu xanh. Tôi cũng yêu màu xanh mà. Hôm nay anh đã quay trở lại đây, muốn cho em biết một tin rất là quan trọng, đó là anh đã nhìn thấy điểm chung của anh với em rồi đó. Hai chúng ta đều mặc áo màu xanh. Đi xíu nghe lắc quay lại. Chị mặc áo màu tím, chị cười cái gì? Hả? Thì tụi em nói vui quá chị, vui thấy cười. Đó, anh em thấy tôi yêu thích màu xanh như thế nào rồi đó. Em yêu màu xanh hơn. Em cũng vậy. Làm gì mà có cái màu xanh. Danh giật nhau sáng giờ vậy. Cái gì vậy? Sáng giờ làm gì? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cái gì? Bây giờ anh yêu thích màu xanh. Hai thằng này không chịu. Nó cứ giành với anh hoài à. Ba thằng mới đi giành màu xanh với nhau. Mất đàn kết. Hãy cố gắng để giúp anh em đàn kết lại. Yeah. 15 phút nữa anh em tập trung tại đây. Người nào nhiều màu xanh nhất, người đó thắng. Tôi sẽ làm trọng tài. Ok. À dạ, anh xin lỗi. À, kiếm được màu xanh này. Ha, màu xanh. Cái quần màu xanh. Ê, có màu xanh rồi. Ôi mà. Không biết ở trong này có màu xanh không ta? Phải thử mới biết. Ây da. Ta là người mặc đồ nhiều màu xanh nhất. Ta sẽ là người chiến thắng. Còn tôi chi? Ủa, thằng này cũng mặc chú trọng màu xanh rồi hả? Chứ còn gì nữa? Đúng rồi. Tôi nữa này mà. Wow. Tại sao mày trong tài cũng mặc đồ màu xanh nữa? Ủa mấy ông mặc được, chẳng lẽ tôi không mặc được? Bây giờ người nào nhiều màu xanh nhất, người đó sẽ chiến thắng. Cuộc thi bắt đầu. Sau đây là anh Trần Mạnh Tuấn với cái mỏ hô hô. Để cái mỏ cầm lên để mặc đồ của anh ta. Từ đầu xuống dưới toàn màu xanh hết. Mà sao ban này mặc đồ giống nhau quá vậy? Tôi chung chỗ mà. Chung rạp mà. Có một chỗ khác nhau. Chỗ nào? Đó chính là cái chỗ này. Con báo của anh Tuấn là màu cam. Báo anh Đức là màu cam luôn. Rồi con báo của tôi cũng màu cam nhưng riêng thằng này con báo nó màu đỏ. Cho nên nó thua.
bị lại. Quyết định của trọng tài thật là chính xác và công bằng. Và tôi là người chiến thắng. Yeah. Khoan, nghỉ cho lâu, 10 phút nha. Nghỉ 10 phút, 10 phút, chỉ 10 phút. Anh chém vô lại đội đi anh ơi. Đó, không có được, bị đổi là bị đổi, không có vô gì nữa. Phải mắng nghỉ mà, chém vô lại đi. Không. Trời ơi, kỳ quá, chém vô lại đi. Cái này là mày vi phạm mà nha. Bị đổi là đúng rồi. Thôi, chém vô lại đi. Mày biết tao là một người liêm sỉ không? Tao là trung trực, không bao giờ nhận tiền hối lộ. Cái này tao sẽ đem lên cho. Cho mày rồi, khỏi đội luôn. Cái gì? Cái gì giá chót gì ở đây? Hết tiền rồi. Lần này thôi nha mày, lần sau phải nhiều hơn đó. Tao không chấp nhận đâu á, tao là người liêm sỉ á. Mày nói nó trước là cái này mày đưa tao, tao cũng mua đồ thôi. Yeah. Chào cương. Tụi em có mặt. Tụi em có mặt. Ủa anh, hồi nãy em nhớ anh đuổi Quang rồi mà. Tao đuổi nó rồi nào. Anh nhớ anh đuổi nó rồi mà. Tao có đuổi nó đâu. Mày tin tao đuổi mày đúng không? Dạ dạ thôi. Để cãi kìa, cãi không à. Đức bị loại. Tại sao? Thằng nào đuổi đôi dép của tao vậy? Đi vô. Đi nào, đi vô, đi nào. Đi, đi được khác. Khoan đã. Anh em kêu vô chơi thì em mới đổi chứ. Loại là bị loại, không có thay đổi gì hết. Quyết định của trọng tài là chính xác. Khi bạn cảm cho em. Thôi được rồi, ta sẽ cho mày vô sân, nhưng không được chơi. Vậy em sẽ cho anh info của bà bán hủ tiếu. Em biết anh thích bả mà. Gì? Info của bà bán hủ tiếu hả? Yes. Mày hiểu ý tao rồi đó. Đi vô đi. Đây là màn thi đấu đầu tiên. Đó, đây là sân của ta có một cái trò chơi chính là vượt qua chướng ngại vật. Sau đây là những cái rào cản bắt buộc những anh em thi đấu ở đây thì phải đi qua những cái chiếc dép này, không được chạm dưới đất. Người nào chạm dưới đất bị thua, nghe rõ chưa? Ok. Đây là chướng ngại vật, phía sau phía trước của mình là cái bịch bánh tay vô ít. Ok, không nói nhiều nữa. Chơi đi. Thí sinh đầu tiên Nguyễn Thạc Đức. Chỉ có Thạc và Đức thôi, chết mẹ rồi. Từ từ bò đâu đi đâu bò. Rồi anh em bắt đầu đây, anh ta đã chui qua được chướng ngại vật. Chạm dây là thôi á. Chạm dây là thua. Anh ta đang vượt qua rất là nguy hiểm. Đó, tẹt kháng liền. Không thấy gần đâu. Ba mẹ là cái gần sao. Đó, cứ tới đi. Ở đây anh ta đi như một con chó. Tướng này bén nhảy luôn anh em à. Thấy không? Đường cong mỹ mãn. Bây giờ anh ta đang làm gì đây? Liệu có tới được bịch bánh không? Rồi, anh ta đang chuẩn bị tư thế. Thua. Chậm đi. Thí sinh tiếp theo. Vô. Tướng vô. Này. Rồi vô. Đứng nè. Ơi, cho tay xuống. Tiếp tục cuộc chơi giữa sao hoa bộn bề. Anh ta bước qua được cái dây đầu tiên. Rồi, anh ta làm gì đây? Lẹ lên. Anh ta bóp cái gì đó. Muốn qua được, muốn chạm cái dây được. Rồi. Dây đứt rồi. Chạm dây là thua rồi. Tới đây là màn thi đấu của Quang Victory. Đang làm gì đây? Đó. Ta thi đấu phục kinh công thôi. Xem đây. Ta lấy được 10 bánh. Yeah. Đừng tại đâu. Ta không công nhận. Tại sao? Trong thời gian nằm ở đó rồi. Thì ai chấm điểm? Ta không phục. Không phục. Tụi bay chơi gian quá. Đã chơi gian mà còn đã thương trọng tài nữa. Bây giờ không chơi trò chơi nữa. Bây giờ chuyển sang thằng nào nhiều màu xanh hơn thằng đó thắng. Ây da, đau cổ quá. Tưởng em có gì màu xanh không em? Có. Có gì? Đây. Cái gì ghê vậy? Con chim mẹ. Chim mẹ hả? Cái vòng tròn này là cái gì đây? Cái bãi đậu của nó đó anh. Tại sao nguyên nhân tại sao em xăm con chim? Tại vì em yêu chim. Em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui. Anh Quang, có cái gì khác ngoài quần áo màu xanh không? Hả? Con chim thằng này nhầm nhò gì so với em?
xem em xong cái gì nè. Cái này là cái gì vậy? Đây là biểu đồ đường đi của mấy con chim mà hay để bậy đó anh. Con chim hay để bậy hả? Chính xác. Còn đây là sao tại có sao có chữ cây cung? Đây là cây cung. Anh biết tính em mà. Làm thợ săn ghét những con chim nào yếu bậy lắm, gặp con nào em nã con đó. Tôi lên nói. Ok. Tôi tuyên bố anh Quang là người chiến thắng. Yeah. Chiến thắng rồi. Hả? Còn tôi nữa chi? Đây, để anh nước review thử cái hình xăm của anh nước coi coi. Ui. Tôi xăm sữa, bởi vì tôi phải dựng công lên nó mới lên hình được. Hui. Chà. Hình xăm này là hình xăm gì đây? Đây là ống mặt trời để chiếu sáng cho anh thợ săn đi săn. Wow. Ủa, mặt trời gì mà có lông vậy? Mẹ. Ủa, còn cái này là cái gì? Đây là cái lồng chim. Mỗi khi mặt trời chiếu sáng, những con chim sẽ đi ỉa, thì anh thợ săn sẽ cầm cái lồng săn chung đi săn chim ỉa. Anh em có thể thắc mắc đây là chùm gì? Chính là bong bóng. Chùm bong bóng. À, nguyên bộ bong bóng luôn. Thì bong bóng có tác dụng là kích thích những loài chim hay đi di cư, tụi nó sẽ tụ về. Anh thợ săn này rất là thông minh. Hình xăm của tôi rất là ý nghĩa. Ý nghĩa. Yes. Nghĩa chỗ nào? Đội tuyên bố ba anh không ai nào thắng hết. Tại sao? Không có gì khác biệt á, hai ba anh đều giống nhau hết trơn á. Có cái gì? Có khác biệt đây. Khác biệt cái gì? À, wow. Hai anh kia lè lưỡi à? Không ai nào có lưỡi xanh như anh Quang. Anh Quang là chiến thắng. Biết tại sao tôi thắng được tụi bay không? Sao? Tại vì giờ cái bánh này và lưỡi tôi đã khác biệt. Bánh tay vô, ăn vô sẽ khác biệt. Yeah. Thôi cho tao ăn thử coi. Xé ăn thử coi. Trời ơi, bánh gì nghe ngon 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 lè lưỡi ra coi. Tê vô. Trời ơi, bánh gì mà lè lưỡi ra xanh lè luôn các bạn. Thì ngon luôn. Thơm lắm anh Trọng Tài ơi. Em hủi vô là em đã ghi rồi. Đây nè, ăn đi. Ngon quá. Ăn đó, ăn đó. Ăn lẻ đi rồi, có còn có cái ăn hoài. Đi mua hả? Ừ. Ở đây có ba thằng nữa. Ăn thử coi. Thơm lắm luôn. Ăn thử coi. Lưỡi em thanh cho anh. Trời ơi, bắt đầu thanh rồi. Trời ơi, nó thanh ghê vậy. Vậy là thằng này chan chan hồi nãy giờ. Cái này ăn bánh. Bánh này ngọt quá ha. Có mùi cola luôn. Ngon nha. Cầm một chiếc bánh bỏ vô miệng, râu nó mọc đầy mồm. Ngầm để ăn, nó học canh luôn em. Cảm giác lân lân như là bay trên mặt trăng vũ trụ. Sướng quá vậy. Cảm giác này sao? Mày nuốt kia lẹ vậy? Thanh lẹ luôn nè anh em. Ăn vô, nó chua chua, nó ngọt ngọt. Đúng là cola chanh. Yeah. Bánh tay vô, ăn vô khác biệt.